Nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng chỉ những người phụ nữ sở hữu những phẩm chất dưới đây mới có thể khiến người đàn ông thực sự trân quý và say mê suốt đời. 1. Hòa bình. Cuộc sống ngày nay có quá nhiều sự thay đổi, nhưng quan trọng là chúng ta đừng nên để cho trái tim mình hoảng loạn. Một người phụ nữ biết giữ sự bình yên trong tâm hồn giống như là một quán trà yên tĩnh trong một thành phố bận rộn, mọi người đều muốn nán lại nghỉ ngơi. Phụ nữ hòa bình không ghen tị với sự giàu có và may mắn của người khác. Họ hiểu rõ sự vô thường của cuộc sống và biết cách giữ một chút thờ ơ trong lòng họ. Ngược lại, phụ nữ bình thường đòi hỏi rất nhiều. Họ tạo rất nhiều áp lực cho bản thân và tất nhiên cho đàn ông. Vì vậy, một người phụ nữ ôn hòa luôn giống như là một bến cảng tinh thần cho người đàn ông an trú giữa những bộn bề áp lực của cuộc sống. Phụ nữ ôn hòa không quá cố chấp hay cuồng loạn, họ cũng sẽ không khóc và không dễ bị gục ngã. Nếu cô ấy nhìn thấy người đàn ông yêu dấu của mình tay trong tay với một người phụ nữ khác, họ sẽ không lao tới làm bừa, mà lặng lẽ, kiên quyết và từ từ rời xa người đàn ông đó. 2. Điềm tĩnh. Những người phụ nữ này luôn biết rằng đàn ông cũng có những người tốt và những người chưa tốt. Điều này là bình thường và họ cũng không đòi hỏi sự hoàn hảo. Những thay đổi trong cuộc sống thường không nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy. Vì vậy, cô ấy có thể đối diện với mọi chuyện với một tâm thái bình tĩnh. Một người phụ nữ như vậy là tỉnh táo và thực tế, không chán nản, tranh giành, tự nhiên, thoải mái, khiến đàn ông không cảm thấy gì là cuộc sống mệt mỏi. 3. Hài hước. Những người phụ nữ có khiếu hài hước là những người phụ nữ thú vị và hạnh phúc. Ít nhất là họ có thể tự tạo ra hạnh phúc cho bản thân. Bằng cách này, họ sẽ khiến đàn ông yêu hơn. 4. Kiêu hãnh và tự trọng. Lòng kiêu hãnh và tự tôn có thể truyền cảm hứng khiến đàn ông say sưa chinh phục một người phụ nữ. Cách thực hiện rất đơn giản. Hãy ngẩng đầu và suy nghĩ trước khi nói. Luôn phải coi mình là đẹp. Chậm rãi, chu đáo và dè dặt không dễ gì bộc lộ. Sự tu dưỡng khí chất của một người phụ nữ khiến đàn ông có khao khát mạnh mẽ để yêu người phụ nữ này. 5. Tinh tế. Sự tinh tế không nhất thiết đòi hỏi quần áo hay trang sức cao cấp, mà quan trọng đó là một thái độ sống. Phụ nữ tinh tế biết cách làm cho mình đẹp hơn mà không cần quá tốn kém. Họ tinh tế trong cách ăn mặc và cả cách sống. Chẳng hạn khi uống trà, họ biết dùng cốc sứ hoặc ly trong suốt thay vì dùng cốc nhựa một lần. Hoặc là việc bày biện thức ăn đẹp mắt và gọn gàng trên những chiếc đĩa sứ trắng muốt. Trước khi đi ngủ mỗi tối, hãy cẩn thận ngắm mình trong gương và vui vẻ nghĩ rằng mình vẫn đẹp. Đó cũng là một kiểu tinh tế. Phụ nữ tinh tế và tao nhã chú ý nhiều đến chất lượng hơn là số lượng và biết cách tận hưởng cuộc sống. Một người phụ nữ tao nhã sẽ biết cách thể hiện cả nét đẹp tâm hồn mình ra bên ngoài, khiến người ngoài nhìn vào sẽ cảm nhận được. Thế nên họ sẽ không chỉ chăm sóc vẻ đẹp bên ngoài mà còn biết nuôi dưỡng chiều sâu tâm hồn mình. Người không có sự hàm dưỡng nội tâm sẽ không bao giờ có được kiểu vẻ đẹp này. Phụ nữ tinh tế khiến đàn ông trân quý và không muốn từ bỏ, kể cả khi họ trở nên giàu có. 6. Lương thiện. Phụ nữ lương thiện là người biết rèn luyện đức hạnh của mình. Họ hiểu rằng khoan dung và tử tế cho người khác cũng chính là khoan dung cho bản thân mình, tạo phúc khí cho đời mình về sau. Hơn nữa, phụ nữ lương thiện không so đo tính toán, hiểu rằng được mất đều là có nhân duyên, không oán trách, không giận hờn, dùng tâm thế khoan thai, bình thản mà đối mặt với mọi thứ. Trước sự hiện diện của một người phụ nữ như vậy, đàn ông sẽ không cảm thấy lo lắng, sợ hãi hay cảnh giác, mà họ sẽ cảm thấy an toàn, giống như là ở nhà vậy.